clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn được trích xuất từ camera của chiếc ô tô. Xe này di chuyển tốc độ cao đến một ngã tư, đúng lúc chiếc xe máy từ hướng dung gốc lao tới. Hai phương tiện va chạm mạnh khiến chiếc máy văng ra xa, người điều khiển bị thương nặng và đã được đi cấp cứu. Ô tô cũng bị hư hỏng nặng, tài xế và hành khách trên xe hoảng loạn sau va chạm nhưng may mắn không gặp thương tích nghiêm trọng. Xe máy lao như bay vào ngã tư và khoảnh khắc tai nạn kinh hoàng khiến người xem chóng mặt. Tai nạn xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 9 tại một ngã tư thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đoạn clip đang thu hút sự chú ý trên nhiều diễn đàn mạng. Nhiều bình luận cho rằng nguyên nhân tai nạn là do hai người điều khiển phương tiện thiếu quan sát và không giảm tốc khi đi.